Ngày nãy ngày nay có một cô gái, cô nhận được một cuốn bí kíp, bí quyết 7 viên berry và sáng không vết chì. Tìm đủ 7 loại berry trong truyền thuyết, trái berry phải còn tươi mọng trên cành. Và cuộc hành trình của cô bắt đầu. Cô băng qua nắng, cô băng qua mưa, cô băng qua... À không, cô không thể băng qua ngựa. Cuộc hành trình của cô kéo dài trong gian khổ. Cô lăn đồi, cô lội suối, tội cho cô gái ấy. Rồi cô cũng gom đủ 6 loại berry nguyên thoại. Chỉ còn duy nhất blueberry nữa thôi. Trời đất như quay cuồng khi berry biết đi đâu. Sao phải cực khổ như vậy? Vì đây đã có Cham Blueberry, kem dưỡng da mặt Cham Blueberry với thành phần được chiết xuất từ 7 loại berry. Đặc biệt có Blueberry, loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất hành tinh. Blueberry có chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin E, mangan, vitamin C và chất xơ, nên da của bạn sẽ được bảo vệ thật tốt và khỏe mạnh. Không chỉ nuôi dưỡng làn da từ bên trong, Blueberry còn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và các tác nhân có hại từ môi trường như nắng nóng, khói bụi hay vi khuẩn. Mỹ phẩm Cham sản xuất tại Hàn Quốc. Liên hệ hotline 1900 636 638. Website champerfume.com.